Mến chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Quyết Phú. Hôm nay em đi nhân tiện đi qua em ghé vào quán. Lâu em mới lại thì có mấy con lo súp cũng mới cập nhật thêm vài con. Mấy con trước thì cũng có quay rồi, con Yamaha SWK30 kia quay rồi này. Đời ông SWK33 này quay rồi này. Ở này thì có thêm con này cũng rất là rẻ đấy. Đời ông DSWK11 nha quý vị. Súp Ufer sản xuất năm 2000, công suất 40W. Và cái giá nó là 2200. Nó hơi nặng một chút, tầm 4-5 cân đấy. 2200 thì tương đương 500.000. 4-5 cân nó mất 1 triệu nữa. Thế thì con này nó rơi vào tầm em mới đi China quý vị ạ. Tầm hơn 2 triệu về Việt Nam. 3 2 3 gì đó. Nói chung so với Việt Nam thì nặng thế. Ở Việt Nam thì có thể nó đắt hơn nhiều. Thì em cũng quay cho quý vị xem thôi. Chứ còn việc mua hay không thì là một câu chuyện khác. Trước tiên quay quý vị cùng xem á, tham khảo á. Đây có một con loa JVC của 63 TV, nhưng mà con này to quá. Thôi, sang bên này có một con Bow Companion này. Bow Companion này thì trước cũng có quay rồi, nhưng mà giá thì nó cao quá nên là cũng khó lấy. Ví dụ những con này 27.500 rồi tầm hơn 5.700.000 rơi vào cước. Cước nữa thì nó rơi tầm con này 20 mười mấy cân, 12 cân chưa hộp. Nói chung hộp vào nữa rơi tầm 3 triệu. Nói chung là 3 triệu cước, chưa kể cước vận chuyển bên này rơi tầm 300.000 nữa. Đấy, nó rất là cao, cước cao thật quý vị. Thật chứ em quay quý vị cùng xem vậy, nhưng mà về cước em thấy nó cao quá. Còn là con em Bow Companion 3 series 2, giá hợp lý, khá là hợp lý. Cái này không biết nó sản xuất ở đâu. Vậy em thì em sẽ quay sau. Không thấy nó ghi đâu quý vị, em vừa mới cất cái điện thoại để quay ra đằng sau vì nó nặng, không cầm nó kéo nó ra sợ nó rơi vỡ, không phải nó mất đèn. Thì nó không có ghi sản xuất ở đâu. Đa số những cái dòng nội hàng mới bây giờ 2007 thì có thể là khả năng sản xuất tại nhà máy Bow Trung Quốc. Giá 13.200 cả thuế, 13.200 thì nó rơi tầm 3 triệu Việt Nam đồng. Không quá hợp lý. Công suất 96W, có hai cái loa con bên trên nó bé này. Loa vi tính này thì nó chừng 3 triệu Việt Nam đồng. Cơ kể cước của nó con này rơi vào tầm 2 triệu cước. Cước 2 triệu đấy, 2 triệu. Không đến, không đến. Gì mà 2 triệu, triệu rưỡi. Triệu rưỡi cước. Nói chung là nó cũng phải tầm 5 triệu về Việt Nam. Đấy, 5 triệu về Việt Nam thì nói chung là giá chấp nhận được. Đối với em Bow Companion 3 thì có thể nói là giá hụt phải chăng. Không rẻ nhưng mà cũng không phải quá đắt. Thì em quay vị cùng tham khảo. Còn một con loa súp này thì trước em quay rồi. Quý vị và xem video trước của em đó. Quý vị có ghé xem video của em thì cho em một đăng ký kênh, một like để tăng cái đề xuất của kênh. Đợt này dịch bệnh em ít đi quay, vì ở đa số hàng thì em mua trên cái web của người ta bán hàng ấy, gửi thẳng về kho luôn, nên là không đưa về nhà, rồi gửi đi nữa là mất thêm một lần cước nữa, nên là không có đồ quay cho quý vị mấy. Tiện bên này có mấy con đồng hồ cũ đây, nhiều khách hỏi lắm, tiện em quay cho quý vị xem. Đây có con gì đây, Rizuma là gì? À còn Rhythm. Trời ơi. Rizuma. Ok. Đồng hồ treo tường. Rhythm con này giá 2.700 thôi, bằng 5 triệu, 5.6 7 gì đó chưa cước. Con này thì cũng không nặng, nó tầm 1 cân à. Nhưng mà cái bề to này, bên này gửi theo cái thể tích rồi cũng cân nặng. Nên là cái cước của nó cao cho thể tích nó lớn. Nội địa đây là Seiko này,
Seco con này thì nó cũng thuần túy thôi, đơn thuần. Hiện nay nó cũng chắc là cũng có quay lắc. Đây, thì con này giá bao nhiêu đây? 3.300, tương đương hơn 700.000 rồi. 700.000 thì cước về nữa thì nó cũng quay 1.500.000. Vẫn cao, ở Việt Nam bán vẫn rẻ hơn. Vì người ta đi gom đi container thì em gửi đường máy bay cho nó nhanh. Một tuần 2 đến 10 ngày, lâu thì 2 tuần là nhận được. Còn đi mà đường biển thì nó rẻ hơn được mấy trăm, vài 300.000 đấy, nhưng mà nó tận 2.5 tháng về Việt Nam, mà nó còn đi qua Campuchia nên là cũng có rủi ro về cái việc mất hàng. Đây này, đây là bọn em sẽ có máy cót chạy pin rất đẹp đấy. Con này giá về Việt Nam rơi tầm 600.000 700.000. Đấy, thì tên này nó hơi cũ một tí, về lại móng tay cao, phần này đi nó sạch ngay à. Đấy, thì quý vị nào có kết em nào thì em sẽ mua cho. Những cái dòng như này thì là mua trên hàng cũ, trên đấu giá cũng nhiều. Nhưng mà cái cước nó ở bên này thì cái tiền cước nó bằng luôn tiền hàng. Ví dụ con này người ta bán 300.000 đi, thì cái cước vận chuyển người ta gửi đến cho em trên đấu giá nó cũng 300.000 nữa. Đấy, chưa kể cước về Việt Nam. Đấy, thì em xin chấm dứt video tại đây. Cảm ơn quý vị đã xem kênh và mong quý vị đăng ký kênh ủng hộ em nhé. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video lần sau ạ.